Xin chào, đã quay trở lại với Bay Channel, lại là mình đây, Hùng 20 sang thì đây. Hôm nay thì mình đang có trên bàn ở đây là hai chiếc điện thoại cực kỳ ngon đến từ Apple và được anh em quan tâm rất là nhiều. Đó chính là chiếc iPhone 11 đang nằm bên trái mình ở đây và chiếc iPhone XS Max đang nằm bên tay phải mình ở đây. Thật ra hai chiếc điện thoại này được anh em quan tâm rất là nhiều tại vì mức giá của nó thì gần như là xem nhau, một bên tầm 13 đến 14 triệu và một bên tầm 15 triệu thì cũng không có chênh lệch nhau quá nhiều. Và liệu với mức giá tầm 13 đến 15 triệu chúng ta nên chọn iPhone 11 hay là iPhone XS Max để phục vụ cho những nhu cầu như chụp ảnh này, xem phim này, hiệu năng tốt và sử dụng lâu dài thì chúng ta nên chọn chiếc máy nào? Bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu video phân tích cùng các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu video thì nếu bạn nào quan tâm về iPhone 11 cũng như là quan tâm về iPhone XS Max với mức giá tốt nhất thì có thể tham khảo ngay tại XT Mobile thông qua đường link phần mô tả video nhé. Còn bây giờ thì bắt đầu thôi. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đánh giá ngay về phần thiết kế của sản phẩm iPhone 11 so với cái sản phẩm là iPhone XS Max. iPhone 11 là dòng sản phẩm có mức giá rẻ nhất trong bộ 3 iPhone năm nay và thiết kế của iPhone 11 thì nó sẽ thừa hưởng thiết kế từ cái sản phẩm iPhone XR. Chính vậy thì nếu như chúng ta xét về phần màn hình này thì bạn thấy rằng là màn hình của iPhone 11 nó không thực sự đẹp. Còn khi xét đến khía cạnh là về phần màn hình của cái sản phẩm iPhone XS Max thì nếu chúng ta so sánh với iPhone 11 Pro Max thì màn hình của iPhone XS Max gần như là 1910, không có sự chênh lệch nhau quá nhiều. Và hơn thế thì bạn thấy rằng là về phần viền màn hình thì với màn hình của cái sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ có màn hình mỏng hơn tương đối. Thế nên là nếu như bạn nào đang cần một cái màn hình có một cái thiết kế đẹp, có một viền màn hình mỏng thì iPhone XS Max nó sẽ là một cái lựa chọn best choice hơn. Và hơn thế thì với sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ dùng cho mình cái tấm nền đó chính là OLED. Và với tấm nền OLED thì nó sẽ có những điểm cộng, ví dụ như độ sáng của nó rất cao, cùng với đó thì khả năng hiển thị màu đen rất sâu. Chính vậy thì khi mà chúng ta update lên phiên bản iOS 14 thì các bạn có thể là tùy chỉnh được cái chế độ dark mode này, bật chế độ dark mode lên để giúp chiếc iPhone XS Max có thể tiết kiệm pin tốt hơn là so với iPhone 11. Đó, còn với bên phía iPhone 11 thì nó chỉ là một cái màn hình có độ phân giải HD Plus cùng với tấm nền IPS mà thôi. Chính vậy thì cái khả năng hiển thị của nó chắc chắn là thua thiệt hơn so với sản phẩm iPhone XS Max rất là nhiều. Và kích thước thì iPhone 11 là 6,1 inch và iPhone XS Max là 6,5 inch. Thế nên là nếu bạn nào đang cần một chiếc điện thoại nhỏ gọn, ok, chúng ta có thể mua iPhone 11. Còn nếu bạn đang cần một chiếc điện thoại có kích thước màn hình lớn để xem phim, giải trí, chơi game cho nó thoải mái thì iPhone XS Max vẫn là một cái lựa chọn nó xứng đáng. Rồi, đến với phần cạnh viền thì với sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ hoàn thiện tương tự như iPhone XR. Khi chúng ta sẽ có phần cạnh viền làm từ nhôm và với phần nhôm này thì mình dùng trong vòng gần 1 năm thì đã để lại rất nhiều vết xước rồi. Còn với sản phẩm iPhone XS Max thì nó là làm từ viền thép nha các bạn. Viền thép thì nó sẽ có những điểm cộng, ví dụ như là nó sẽ cho chúng ta cảm giác cầm nắm nó chắc chắn hơn và nó sẽ bền bỉ hơn theo thời gian. Nếu như có bất kỳ một cái va đập nào thì nó không có để lại dấu vết giống như kiểu cái viền nhôm đang có trên cái sản phẩm iPhone 11. Nếu bạn nào cần một sự chắc chắn, một sự cứng cáp thì iPhone XS Max vẫn là một cái điểm cộng. Tuy nhiên thì iPhone XS Max vẫn không tránh khỏi cái tình trạng là bị trầy xước răm ở cái phần viền này trong quá trình chúng ta sử dụng nhá. Thế nên là khi các bạn sử dụng hai chiếc máy này, chúng ta nên đeo ốp cho nó chắc chắn. Và đến với phần mặt sau thì mình thấy là với hai sản phẩm này thì thiết kế phần mặt sau của nó gần như là tương tự như nhau. Chúng ta vẫn có một thiết kế được làm từ kính và với phiên bản màu trắng trên sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ hơi nghiêng về trắng ngọc trai một chút. Còn với phiên bản màu trắng đang có trên cái sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ là một cái màu trắng đục giống như kiểu màu trắng sứ vậy. Cá nhân mình thì mình thích màu trắng trên cái sản phẩm iPhone 11 hơn. Và iPhone 11 chúng ta sẽ có tận là 5-6 phiên bản màu sắc khác nhau để bạn lựa chọn. Còn với iPhone XS Max thì chúng ta chỉ có 3 phiên bản màu mà thôi. Màu gold này, màu đen và màu trắng mình đang có ở đây. Đó. Nói đến thiết kế mặt lưng thì thiết kế hai chiếc máy này thì nó cũng có những điểm tương tự và nó cũng sẽ có những điểm khác nhau. Ví dụ như là cả hai chiếc iPhone chúng ta đều có cho mình cái cụm camera kép. Với iPhone 11 thì chúng ta sẽ có bố trí cam tách biệt, là cam chính và cam phụ nó sẽ là tách nhau. Còn với iPhone XS Max thì bố trí cam của nó sẽ là nguyên một khối như này thì nó sẽ giúp chúng ta có một cái sự liền lạc hơn. Tuy nhiên thì mình lại thích thiết kế cam trên cái sản phẩm iPhone 11 hơn. Cái này sẽ tùy theo cái quan điểm cá nhân của từng người nhá. Và xét đến độ phân giải thì với sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max thì nó đều có chung một cái độ phân giải là như nhau, đó chính là 12 pixel. Tuy nhiên thì với sản phẩm iPhone XS Max nó sẽ có thêm một cái camera tele để giúp chúng ta chụp ảnh xóa phông và chụp ảnh có một cái độ sâu tốt hơn. Còn với sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ bổ sung một cái camera góc rộng, và với camera góc rộng trên sản phẩm iPhone 11 thì nó sẽ tương tự so với Pro Max, giúp chúng ta có thể chụp ảnh trong những chuyến đi này, bạn muốn chụp ảnh một cái góc rộng hơn thì iPhone 11 nó sẽ đáp ứng cho chúng ta cái điều đó. Còn xét đến chế độ chụp ảnh chân dung thì thực sự là cả hai chiếc máy này nó 1910, mặc dù iPhone 11 không có camera chân dung nhưng
xét về khả năng chụp ảnh chân dung thì nó không khác gì nhiều so với sản phẩm iPhone XS Max cả, tại vì căn bản là phần mềm iOS nó làm quá tốt. Thế là nếu bạn đang cần cho mình một chiếc máy có camera chụp ảnh tốt, chụp ảnh góc rộng cùng với đó khả năng quay video tốt thì cái sản phẩm iPhone 11 này nó sẽ hợp lý nhất. Và đây cũng là cái lý do mà mình chọn iPhone 11 thay vì là iPhone XS Max. Và về phần chi tiết thì ở quả táo mặt lưng này, bạn thấy không, nó đã được dịch chuyển xuống bên dưới thay vì là ở phần phía trên như là XS Max rồi. Thế này không quan trọng lắm, khi mà đeo ốp vào thì cũng 1:9:10 à. Và bây giờ thì mình sẽ đi vào phần bên trong để đánh giá về cái sản phẩm iPhone XS Max bên phải cũng như iPhone 11 bên trái đang có trên bàn ở đây nhá. Thực sự thì nếu chúng ta đánh giá về phần mềm thì gần như là hai cái sổ này thì cái phần mềm của nó không có sự thay đổi. Tại vì căn bản là hệ điều hành iOS thì từ iPhone 6 cho đến iPhone 11, iPhone 11 Pro Max thì nó đều tương tự như nhau. Những tính năng của nó thì không có sự khác biệt nhau quá nhiều. Chẳng qua là với sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ có một cái điểm thua thiệt hơn so với iPhone 11. Đó chính là iPhone 11 chúng ta sẽ có chế độ chụp ảnh đêm, còn với sản phẩm iPhone XS Max thì chúng ta không có được chức năng này. Thì đây là cái điểm thua thiệt mình thấy rằng lớn nhất khi chúng ta so sánh giữa hai chiếc máy này. Còn lại thì những tính năng như kiểu Face ID, in emoji hay là tất cả những tính năng trên hai máy iPhone 11 và iPhone XS Max thì đều tương tự như nhau nhá. Tuy nhiên thì nếu như chúng ta xét đến cái yếu tố sử dụng lâu dài thì mình thấy rằng là nếu xét về khả năng update thì iPhone 11 sẽ được update lâu dài hơn 1 năm so với sản phẩm iPhone XS Max. Chính vậy nếu bạn nào đang cần một chiếc máy dùng lâu dài thì iPhone 11 nó vẫn hơn. Xét đến phần cấu hình đi thì với sản phẩm iPhone XS Max thì nó sẽ được trang bị cho mình con chip là Apple A12 Bionic, và hiệu năng của chip Apple A12 Bionic trong thời điểm hiện tại thì mình đánh giá vẫn tương đối là mạnh, tương đối là ngon. Với mọi tựa game thì nó vẫn có thể setting được ở cái mức cao nhất. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn có một cái hiệu năng nó mạnh hơn, nó khỏe hơn và nó siêu ổn định hơn thì iPhone 11 là một cái lựa chọn hợp lý. Tại vì iPhone 11 thì nó sẽ được trang bị cho mình cái con chip Apple A13 Bionic, và đây là một con chip mới giúp chúng ta tiết kiệm điện hơn cũng như là giúp chúng ta có một cái hiệu năng đâu đó mạnh hơn 20-30% so với sản phẩm iPhone XS Max. Chính vậy, với chiếc iPhone 11 thì nó sẽ cho chúng ta được cái sự mượt mà hơn khi mà chúng ta trải nghiệm game, và hơn thế thì khi mà chúng ta muốn mua một chiếc máy để chơi game lâu dài thì iPhone 11 nó cũng sẽ đáp ứng được điều đó. Và cả hai chiếc máy này thì chúng ta đều có một cái cấu hình mặc định như nhau là 4GB RAM cùng với 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản thấp nhất. iPhone 11 thì sẽ có phiên bản 128GB và phiên bản 256GB, còn với iPhone XS Max thì chúng ta sẽ có phiên bản 256 và 512 nhé. Thì nếu bạn nào muốn có được cái dung lượng thực sự cao thì chỉ có iPhone XS Max mới có phiên bản 512 thôi. Ok, bây giờ thì mình sẽ nói sang cái phần Face ID. Thì thực sự mình thấy rằng là Face ID trên các sản phẩm iPhone XS Max và iPhone 11 thì tốc độ đọc ghi của nó đều nhanh như nhau, thế nên là cũng không có bất kỳ một sự khác biệt đáng kể nào. Rồi, điểm qua về phần pin thì pin của iPhone 11 là dung lượng tầm 3100mAh thì phải, còn với iPhone XS Max là 3174mAh. Nếu như ta xét trên thông số thì có vẻ như là iPhone XS Max nó sẽ có dung lượng pin trâu hơn. Tuy nhiên, xét về cái yếu tố trải nghiệm thực tế thì iPhone 11 nó sẽ có được cái dung lượng pin là trâu hơn hẳn, tại vì chip nó là chip mới tiết kiệm pin hơn này. Ngoài ra thì nó gánh một cái màn hình không thực sự quá đẹp, không thực sự quá cao cấp, thế nên là cái màn hình này nó cũng sẽ tiêu thụ điện ít hơn là so với màn hình OLED đang có trên sản phẩm iPhone XS Max. Chính vậy, cái thời lượng pin sử dụng của nó cũng sẽ trâu hơn. Và trải nghiệm thực tế của mình với sản phẩm iPhone 11 thì đâu đó 6 đến 7 giờ on stream liên tục với đa tác vụ cũng như là sử dụng 3G, 4G. Còn với sản phẩm iPhone XS Max thì mình nghĩ rằng nó chỉ rơi vào tầm là 4,5 chứ là hơn 5 giờ mà thôi. Nếu bạn đang cần một chiếc máy có dung lượng pin trâu, dùng lâu dài thì iPhone 11 nó sẽ hợp lý. Còn nếu bạn muốn chiếc máy đủ dùng thôi thì iPhone XS Max là đủ rồi. Xét về yếu tố sạc nhanh thì cả hai chiếc máy này đều được trang bị cho mình cái công nghệ sạc là 18W, thì mình đánh giá rằng là sạc trên iPhone 11 và sạc trên iPhone XS Max cũng tương đối nhanh, tầm 1 giờ 30 phút là đã sạc đầy viên pin 3100mAh rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ đánh giá một cái yếu tố mà rất nhiều anh em quan tâm và là cái điểm chung của hai máy này, đó chính là iPhone 11 và iPhone XS Max thì nó đều hỗ trợ hai SIM, một SIM vật lý và một eSIM. Nếu bạn muốn gắn thêm bất kỳ một SIM nào thì đều có thể gắn được trên chiếc máy này. Cá nhân mình thì mình đã thích dùng hai SIM, chính vậy mình đã gắn một cái eSIM và một cái SIM vật lý lên đây rồi. Nó sẽ giúp cho mình thuận tiện hơn trong công việc, và kể cả iPhone XS Max thì nó cũng sẽ thế nhá. Rồi, như vậy trong video này thì mình đã cùng bạn chia sẻ về cái sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max. Cá nhân mình thấy thì như thế này, mình chọn iPhone 11 vì những yếu tố sau đây. Mình chọn nó vì nó sẽ là một chiếc máy có cấu hình cực kỳ mạnh. Khi nó là có chip Apple A13 Bionic, chúng ta sẽ có một lượng pin trâu hơn, chúng ta sẽ có một cái cụm camera nó thực dụng, nó ngon hơn so với iPhone XS Max. Thế nên đó là những yếu tố mình chọn đối với sản phẩm iPhone 11. Và iPhone 11 thì dùng lâu dài nó sẽ tốt hơn so với iPhone XS Max. Còn nếu bạn muốn chọn iPhone XS Max thì sẽ có những điểm mạnh sau đây. Thứ nhất là về phần màn hình, hiển thị màn hình trên sản phẩm iPhone XS Max thì nó đẹp gấp đôi so với sản phẩm iPhone 11 các bạn ạ. Và kích thước hiển thị của nó cũng to hơn, 6.5 inch. Cái việc mà chúng ta dùng trải nghiệm những tựa game nó thoải mái hơn, nó đã hơn là so với sản phẩm iPhone 11. Hơn nữa thì iPhone XS Max nó lại có một thiết kế cao cấp hơn hẳn so với iPhone 11. Viền màn hình mỏng này và cái phần khung của nó là khung thép, nó sẽ bền bỉ và nó sẽ chắc
chắc chắn hơn theo thời gian. Và hơn thế thì với sản phẩm iPhone XS Max, mức giá của nó sẽ rẻ hơn tầm 1 đến 2 triệu so với iPhone 11 thì các bạn cũng sẽ tiết kiệm được tương đối. Vậy thì các bạn nghĩ gì về cái sản phẩm iPhone 11 và iPhone XS Max đang có trên bàn ngày đây? Thì đừng quên để lại cho mình một cái nhận xét dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì video của mình xin tạm dừng đây. Hy vọng các bạn sẽ để lại cho mình một like và subscribe nếu cảm thấy video này hay và hữu ích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Thực ra trước đây thì mình đã từng cân nhắc giữa iPhone XS Max và iPhone 11 rồi, và mình đã mua iPhone XS Max về dùng 1 tháng, sau đó mình bán và mua iPhone 11. Thì bạn đã biết rằng iPhone 11 nó ngon như thế nào rồi đấy.